Mọi người, cảm ơn mọi người đã tham gia vào buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Thì mình xin tự giới thiệu, mình là Quỳnh đến từ team của Customly. Thì hôm nay mình sẽ là người host buổi học trực tuyến này. Thì chắc hẳn một vài bạn cũng đã biết mình, tại vì mình cũng có làm một vài buổi học trực tuyến. Thì chủ đề hôm nay buổi học trực tuyến sẽ là thiết lập các character khác nhau với các gender khác nhau trên cùng một vị trí. Thì mình sẽ giải thích sơ lược để mọi người có thể hiểu được là mình đang nói về cái gì. Thì ví dụ như mọi người có thể thấy là cái gối mình đang để ở bên cạnh thì sẽ có những nhân vật, những character của nam và nữ. Và mình sẽ sử dụng các clip art của riêng bạn, tức là mọi người có thể upload clip art của riêng mọi người để có thể lên và tạo sản phẩm. Thì ok, bây giờ mình sẽ vào phần nội dung của ngày hôm nay. Thì nội dung của ngày hôm nay sẽ có là Customly là gì. Tiếp theo là mình sẽ chia sẻ các sản phẩm bán chạy trong dịp lễ Mother Day. Tiếp đến sẽ là bold upload các mẫu clip art của bạn và sắp xếp theo thứ tự tại Customly Library. Thì mình có cái này thì sẽ hướng dẫn mọi người là tải hàng loạt các clip art, thay vì là hồi trước là mọi người phải tải manual từng clip art một thì nó sẽ rất là mất thời gian. Bây giờ bên Customly đã có cái tính năng là mọi người có thể bold upload lên rồi, thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho mọi người. Tiếp đến sẽ là một cái phần video tutorial để hướng dẫn mọi người làm thế nào để thiết lập các character khác nhau với các gender khác nhau trên cùng một vị trí. Cuối cùng sẽ là câu trả lời trực tuyến, tức là bên phần live chat sẽ luôn mở, nên mọi người nếu có thắc mắc hay câu hỏi thì hãy đặt ở trong phần live chat, vào cuối buổi học thì mình sẽ trả lời mọi người ha. Và cuối cùng sẽ là phần Lucky Wheel dành cho mini game. Thì nếu mà các bạn tham gia cộng đồng Facebook của Customly thì có thể biết là hiện tại bên Customly đang chạy một cái mini game. Mọi người chỉ cần 3 bước là tham gia cộng đồng Customly nếu mà mọi người là user mới. Còn nếu không thì mọi người trả lời những cái câu hỏi trong cái form và sau đó sẽ tham gia vào cái Lucky Wheel. Thì cái Lucky Wheel này mình sẽ trực tuyến cái Lucky Wheel để lựa chọn ra người thắng giải may mắn trong lần này. Vì người thắng giải may mắn á, thì sẽ được, nếu bạn là new user thì bạn sẽ được 2 tháng miễn phí sử dụng Customly. Còn nếu mà bạn là user đã sử dụng Customly thì bạn sẽ được hoàn trả lại 2 tháng miễn phí. Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu vào Customly là gì. Thì mình biết là sẽ có một vài các anh chị em seller ở trong này đã biết rất là rõ về Customly, nhưng mình cũng muốn giới thiệu sơ lược để cho các bạn mới có thể nắm rõ Customly là gì. Thì Customly là một ứng dụng cá nhân hóa sản phẩm và có thể tích hợp trên bất kỳ nền tảng thương mại nào, cho phép là khách hàng cá nhân hóa, khách hàng có thể tự custom theo cách họ muốn. Đồng thời bên Customly còn cung cấp live review ngay tại thời điểm mà khách hàng custom sản phẩm ấy, tức là khi khách hàng thiết kế sản phẩm thì họ có thể thấy được tất cả các element hoặc là character họ để lên trên sản phẩm và thấy luôn một cái thành phẩm ở tại live review. Thì cái này sẽ hỗ trợ cho cửa hàng giảm tỷ lệ phàn nàn và giảm tỷ lệ return, tại vì khách hàng đã thấy được thành phẩm và khi họ cho đến khi mà họ hài lòng thì họ mới nhấn nút là order. Nên mọi người thấy rất là cái tính năng này rất là được nhiều anh chị em seller rất là thích và quan tâm. Với Customly thì bạn không chỉ có một cấu hình mạnh mẽ trên cửa hàng với các tùy chọn không giới hạn để personalize sản phẩm, tức là Customly sẽ cung cấp rất là nhiều mẫu thiết kế và clip art để mọi người có thể lựa chọn. Customly còn cung cấp cho bạn file sản phẩm để bạn đi in, laser và vân vân. Bạn chỉ cần tải xuống và gửi đến đơn vị sản xuất. Hiện nay nếu mà Customly đang có với Customly 2.0 và SC 2.0 thì mọi người có thể tích hợp mã API từ cái nhà cung cấp BOD, thì bên Customly sẽ tự động hóa vận
vận chuyển và xử lý đơn hàng, nên mọi người không cần phải lo lắng về việc phải gửi file đi in hoặc là lo lắng về đơn hàng sẽ chuyển tới đâu. Thì với cái mã API code mà tích hợp với Customly thì nó sẽ tự động hóa vận chuyển và xử lý đơn hàng cho mọi người rồi. Cuối cùng thì với Customly bạn có một cửa hàng personalize trong thời gian rất ngắn và không cần kiến thức về coding. Ok, thì đây là những nội dung giới thiệu sơ lược về Customly là gì. Tiếp đến, mình sẽ nhắc sơ lược về tất cả các tính năng mà mình không có để trong slide, tại vì hôm nay cái buổi học trực tuyến này sẽ khá là dài, nên mình sẽ rút ngắn lại để mọi người không phải ngồi lâu á. Thì với Customly thì mọi người có thể là có tính năng là tùy chỉnh text, font, màu sắc khác nhau này, tính năng hóa bản đồ thì mọi người cũng khá là biết nhiều, bên Customly đã có bản đồ đường phố, bản đồ sao. Tiếp đến là tính năng hoạt hình dành cho ảnh chân dung, tức là mọi người có thể upload hình ảnh chân dung lên và tạo nó sẽ tự chuyển đổi thành hình ảnh vui nhộn. Và bây giờ bên Customly còn có OpenAI thì là một trong những tính năng mà được rất nhiều anh chị em seller quan tâm và mình đã có đề cập trong buổi học trực tuyến trước đây. Nếu mà mọi người muốn tham khảo thì có thể tham khảo buổi học trực tuyến trước. Tiếp đến sẽ có là tính năng layout hỗ trợ nhóm các layer với nhau. Tiếp theo sẽ là công nghệ tối ưu hóa hình ảnh. Thì với công nghệ tối ưu hóa hình ảnh này thì mà mọi người upload hình ảnh lên thì nó sẽ tự chuyển động, tự chuyển hóa qua thành web bi siêu nhẹ và sẽ hỗ trợ cho website nó chạy nhanh hơn. Và cuối cùng sẽ là Order Manager. Thì với Order Manager mọi người có thể tìm thấy tất cả các thông tin của đơn hàng, ví dụ như preview sản phẩm, ngày mua hàng, tên sản phẩm, tên khách hàng và vân vân. Thì đây là những tính năng nổi trội ở bên Customly. Và bên Customly còn có một cái kênh là gọi là Candylog. Thì bên trên cộng đồng mình hay có đề cập tới trong một vài post. Thì với Candylog khi mà mọi người access vào á, truy cập vào thì mọi người có thể đề nghị những cái tính năng mà mọi người đang mong muốn có tại cửa hàng để mọi người có thể tối ưu hóa sử dụng Customly. Hoặc với Candylog mọi người có thể khám phá thêm các tính năng mà Customly đang không ngừng phát triển để có thể mang lại một trải nghiệm vượt trội cho cửa hàng của mọi người. Thì mọi người có thể vào cộng đồng Facebook của Customly để tham khảo. Thì mình chỉ đi sơ lược về tất cả các tính năng để mọi người có thể nắm rõ hơn. Và tiếp đến thì ở trên slide đây thì mình đang muốn chia sẻ cho mọi người những sản phẩm cá nhân hóa bán chạy trong dịp lễ mẹ. Thì đây theo thống kê thì mọi người có thể thấy là tổng chi tiêu cho ngày lễ mẹ đã chạm mốc tới 35,7 tỷ. Tăng tới 4 tỷ so với năm 2022. Thì tức là trong dịp lễ mẹ thì các cửa hàng thương mại điện tử và người bán BOD sẽ phải có kế hoạch trước, thì sẽ còn 2 tháng nữa để mọi người có thể lên kem và đẩy doanh số. Thì đây là một trong những dịp lễ mà mọi người đừng nên bỏ lỡ và hãy bắt đầu lên kem để mọi người có thể kéo sale nhanh nhất. Thì mọi người có thể thấy là ai sẽ là người celebrate, tức là ai sẽ là người ăn mừng về cái lễ này, thì sẽ là những phụ nữ, những người mẹ này, hoặc là người yêu cũng có luôn, hoặc là những người ở trên công ty mà mọi người quý mến đều có thể mọi người đều có thể tặng. Và bên cạnh đây sẽ là những cái phần quà mà theo thống kê là mọi người có doanh số mua nhiều nhất. Thì đầu tiên sẽ là jewelry, là về trang sức. Thì với jewelry á, thì trong năm 2023 người tiêu dùng đã chi tiêu nhiều hơn cho đồ trang sức, đến tới 7,8 tỷ USD trong năm 2023. Thì mình muốn đề cập cái này để cho mọi người có thể biết là có thể nắm hoặc là tham khảo là trang sức sẽ là một trong những sản phẩm mà mọi người có thể bán chạy để mọi người có thể lên kem. Tiếp theo mình muốn chia sẻ đây là những kiểu mẫu mà mọi người có thể sử dụng Customly và thiết kế để có thể trưng bày tại cửa hàng. Thì đó, thì mọi người có thể thấy đây, tất cả đây là những sản phẩm mà mọi người có thể sử dụng đồ trang sức để mà thiết kế. Với Customly thì mọi người có hơn 200 mẫu thiết kế để mọi người có thể khám phá nhiều hơn, hoặc là mọi người có thể add
những cái code mà chứa đựng nhiều tình cảm để có thể tặng cho người mà mọi người yêu thương, ví dụ như I love you more hoặc là Miracle of Love và vân vân. Thì đây là một trong những sản phẩm mà mọi người có thể tham khảo. Mọi người vẫn có thể vào trong cộng đồng của Customly. Mình sẽ update, mình sẽ tiếp tục update những sản phẩm mà các sản phẩm khác mà mọi người có thể sử dụng để có thể lên kem. Vì hôm nay thì như mình đã đề cập là cái buổi học trực tuyến này nó sẽ là khá dài, nên mình sẽ chỉ giới thiệu sơ lược và chỉ giới thiệu một trong những sản phẩm để mà mọi người có thể tham khảo. Ok. Và đây là trong bốn cách mà mọi người có thể tạo cá nhân hóa sản phẩm, listing sản phẩm tại với Customly. Thì cách thứ nhất, mọi người có thể sử dụng BOD supplier, ví dụ như Custom Cat, Gaiman, Castry và vân vân. Và sau đó sẽ sử dụng Customly Design. Thì với cái BOD mà supplier này á, đã tích hợp với Customly nha mọi người. Thì đó là cách thứ nhất và là cách nhanh nhất mọi người có thể làm trong vòng 5 phút mà thôi. Thì cách thứ hai á, sẽ là BOD supplier và sử dụng cái thiết kế của riêng bạn, tức là mọi người có thể sử dụng studio thiết kế của Customly để tạo thiết kế, hoặc mọi người có thể tải thiết kế của riêng mọi người lên để sử dụng. Rất là tiện. Thì đây là cách thứ hai. Cách thứ ba sẽ là sử dụng your own mock up, tức là sẽ sử dụng cái product base của riêng mọi người. Nếu mà mọi người không sử dụng những cái nhà cung cấp BOD tích hợp với Customly, thì mọi người vẫn có thể sử dụng nhà cung cấp ngoài của riêng bạn, hoặc là mọi người có mock up riêng thì vẫn có thể tải lên và sử dụng. Sau đó mọi người có thể áp dụng cái thư viện thiết kế của Customly. Và cuối cùng sẽ là your own mockup và your own design. Thì mọi người sẽ sử dụng cái product base của mọi người, là từ nhà cung cấp riêng của mọi người cộng với thiết kế của riêng mọi người. Thì cái bước thứ 4 thì nó có thể là nó sẽ khá là lâu, nên mọi người có thể tham khảo cái bước thứ nhất, vì bước thứ nhất có thể tiết kiệm được, thứ nhất là tiết kiệm được nhân sự về mặt thiết kế, thứ hai là có thể tiết kiệm về mặt thời gian, chỉ cần mọi người thực hiện các thao tác thì nó sẽ có thể listing sản phẩm trong vòng 5 phút rồi. Ok, thì hôm nay mình với buổi học trực tuyến này á, thì mình sẽ sử dụng cái your own mockup và POD supplier, tức là cách thứ hai, mình sẽ lựa chọn cái gối từ Custom CAD và mình sẽ sử dụng studio thiết kế của Customly để tạo ra thiết kế. Đồng thời mình sẽ upload cả những cái clip art mà mình đã có từ cái mình đã tạo ở bên ngoài Customly. Mà mọi người lưu ý là bên Customly sẽ không tạo clip art, mà mọi người sẽ phải tải clip art của mọi người để sử dụng, hoặc mọi người có thể sử dụng từ các mẫu thiết kế của bên Customly và sử dụng các clip art đó, nên mọi người lưu ý ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm thế nào để mọi người có thể tải hàng loạt tất cả các clip art của mọi người đã tạo ở ngoài bên Customly, là sử dụng Photoshop hoặc sử dụng bất kỳ cái nền tảng thiết kế nào đó, thì mọi người đều có thể tải lên Customly và sử dụng ha. Thì mình sẽ bắt đầu cái đoạn video, vì mình sợ là trong cái lúc mà mình thực hiện những cái thao tác á, thì sợ cái wifi connection nó sẽ bị yếu hoặc là sẽ ảnh hưởng tới những trải nghiệm của các anh chị ở trong này, thì mình sẽ record cái video, nhưng mà mình sẽ ở đây để có thể hỗ trợ nếu mà mọi người cần mình trả lời câu hỏi hay là như thế nào, cứ bỏ vào phần live chat để mình có thể hỗ trợ mọi người trả lời phần câu hỏi ha. Mọi người làm thế nào để có thể, tại vì hôm nay mình sẽ nói về là tạo sản phẩm cá nhân hóa với các asset mà mọi người tải lên, là asset của riêng mọi người tải lên trên phần library, và với sản phẩm mà mọi người đã từ nhà cung cấp tích hợp với Customly. Hôm nay mình sẽ làm về cái gối với các asset và thiết kế đã tạo, để có thể trưng lên trên cái gối để mọi người có thể xuất bản tại cửa hàng. Thì đầu tiên mình sẽ phải tải tất cả các asset lên, sau đó mình mới tạo thiết kế. Thì mình sẽ vào phần library ha.
Okay, khi mà vào library thì như mình đã đề cập, mọi người có thể upload lên tất cả các màu, phân, vector hoặc là hình ảnh. Thì trước đây mọi người sẽ phải upload lên từng cái asset một bằng add library. Nhưng bây giờ với cái bộ upload zip file thì mọi người sẽ upload hàng loạt. Mọi người không cần phải ngồi manually là làm từng cái một để upload lên đây. Thì tại đây mình sẽ có tất cả các asset mà mình đã tạo ở khi mà mình sử dụng ở cái app ở bên ngoài, thì mình đã chia ra sắp xếp theo từng tệp. Mọi người lưu ý để mà mọi người có thể upload lên theo thứ tự và theo tệp như thế này, thì đầu tiên mọi người sẽ phải sắp xếp trong cái file của mọi người trước ha. Thì mọi người có thể thấy là mình đã upload và đã đặt tên cho từng tệp như thế này. Ví dụ như background female dress, female hairstyle, mình sẽ bỏ vào từng cái tệp cho phù hợp với cái tên. Mọi người đừng có bỏ ở ngoài lộn xộn, thì khi mà mọi người upload lên, mọi người sẽ phải mất rất là nhiều thời gian để mà mọi người có thể sắp xếp. Thì mình sẽ vào ví dụ như background đi ha. Thì mọi người có thể tìm thấy là tất cả các background color blue, purple, yellow. Tiếp đến sẽ là female dress. Đó, đây là tất cả các dress mà mình muốn mình sẽ thay đổi cho cái nhân vật của mình. Tiếp theo sẽ là female hairstyle. Đó, sẽ có long và short. Mọi người có thể thấy là mọi người có thể tạo sub category, folder để mọi người có thể đặt tên. Không nhất thiết là mọi người phải để ra ngoài những cái hình ảnh của long hair và short hair, thì lúc đó khi mà mọi người bỏ lên nó hơi bị rối, thì mọi người sẽ sắp xếp hoặc là đặt tên tệp sao cho nó hợp lý ha. Thì đây, và tương tự là mình sẽ có ví dụ như skin color, male hairstyle, sẽ có là female skin color và vân vân. Đó, thì mọi người có thể sử dụng để ví dụ như bên bên nữ sẽ có là female dress, thì bên nam sẽ có là male hair shirt nè. Đó, cho mọi người có thể thay đổi, vì mình sẽ làm cái sản phẩm với nhân vật tương tự như thế này. Ok. Thì mình sẽ có male pen luôn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một hình ảnh cho hình cái quần, và mình có thể thay đổi cái áo theo từng màu. Đó. Thì sau khi mà mọi người đã sắp xếp thành từng tệp như thế này rồi, thì mình sẽ tạo một cái zip folder để mình có thể gom tất cả các tệp này để có thể upload trên Customly hàng loạt ha. Ok, sau khi mà mình đã chọn tất cả cái này, mình sẽ làm thành một cái zip. Mình sẽ vào compress thành zip. Đó. Sau đó mình sẽ đặt là access female and male design. Ok, sau khi mà mình đã tạo thành một cái zip, mình sẽ quay lại với bên giao diện của Customly ngay tại library. Thì mình sẽ bắt đầu upload lên cái tệp mà mình đã tạo. Đó, mọi người đã thấy là mình sẽ có cái tệp ngay tại đây, mình sẽ upload lên ha. Và bây giờ bên Customly sẽ upload hàng loạt tất cả các asset mà mọi người đã sắp xếp vào. Thì nó sẽ tùy theo chất lượng của hình ảnh để mà chạy cái quá trình này, có thể tốn 1 cho tới 2 phút tùy theo cái chất lượng của hình ảnh. Thì mọi người có thể thấy là nó rất là nhanh. Bây giờ mình đã hoàn thành phần uploading. Sau khi mình upload đây thì mình sẽ nhấn OK. Đó, và đây tất cả sẽ là những cái asset mà mình đã tạo trong cái zip, nó đã được upload lên đây nè. Background female dress, female hairstyle, left male skin color và vân vân. Mình đã vào đây có hết luôn ở đây. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình sẽ vào từng tệp để mọi người có thể thấy. Đó, nó sẽ có blue color, purple, yellow nè. Sau đó mình sẽ vào, tại vì mình
có rất là nhiều asset library nên mình phải đi tới cái asset mà mình mới tạo, xong mình sẽ bấm last. Sau đó vào đây, đây là cái background và tiếp theo mình sẽ vào male hairstyle. Để mọi người có thể thấy là nó sẽ chia ra sub này ha, nó sẽ tự động chia ra category cho mọi người luôn nên mọi người không cần phải lo lắng về vấn đề đó. Thì mình sẽ thay đổi phần thumbnail để có thể khi mà mình làm thiết kế nó sẽ khách hàng nó sẽ dễ dàng biết được đó là long hair hoặc là mình sẽ bỏ lên trên trang sản phẩm. Thì mình sẽ thay đổi phần thumbnail, mình sẽ chỉ cần click vào đây và mình sẽ thay đổi phần thumbnail ngay tại đây ha. Nó sẽ là long length, mình sẽ thay đổi và mình update. Đó, mọi người có thể thấy nó dễ dàng thay đổi ngay tại đây. Và mình sẽ làm tương tự cho phần tóc ngắn. Short length. Update. Ok. Sau đó mình sẽ đi vào phần của bên female. Ok. Female hairstyle nó sẽ tương tự như vậy. Đó, mình sẽ thay đổi ở đây luôn. Ok. Ok, và sau khi mà mình đã thay đổi thì đây là tất cả các bước để mọi người có thể upload hàng loạt trên Access trên Customly. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người làm thế nào để thiết lập các character khác nhau với các gender khác nhau trên cùng một vị trí từ các clip ad access mà mọi người đã đăng tải từ cái video trước mà mình đã hướng dẫn mọi người ha. Thì trước tiên mình sẽ vào phần thiết kế, vào My Design để mình tạo một cái thiết kế với các access đó. Mình sẽ Create Design. Mình sẽ đặt tên cho design này, ví dụ như là Pillow Gender. Mình sẽ create. Tiếp theo đây là các tính năng mà mọi người có thể sử dụng ngay tại studio thiết kế của Customly. Ví dụ như textbox thì mọi người có thể tùy chỉnh nội dung, cách curl text, image placeholder, tức là khi mà mọi người có tính năng này thì khách hàng của mọi người có thể upload hình ảnh tùy theo mong muốn của khách hàng. Vector placeholder thì sẽ tương tự. Tiếp đến sẽ là map, thì mình sẽ có map đường phố và star map để mọi người có thể sử dụng. Tiếp đến sẽ là dynamic image và dynamic vector. Thì với Dynamic Image và Dynamic Vector này khi mà mọi người sử dụng thì mọi người có thể tải lên tất cả các hình ảnh mà mọi người đang có tại desktop để có thể tạo nên một cái thiết kế. Thì trước tiên mình sẽ sử dụng Dynamic Image để mình có thể tải lên tất cả các asset mà mình đã sử dụng, mà mình đã tải ở ngay tại library. Thì mình sẽ vào đây ha. Mình sẽ bấm Fit to Canvas. Sau đó mình sẽ mọi người sẽ có hai option để có thể sử dụng là mọi người sẽ tải lên từng cái ở ngay upload image hoặc là mọi người có thể pick từ cái library mà mình đã tải lên tại library trước đây. Thì mình sẽ vào upload image because bởi vì là mình sẽ có những cái code hoặc là những cái mà mình chưa upload lên library thì mình có thể sử dụng ngay tại upload image. Thì mình sẽ upload cái code này lên. Đó, thì với cái code này mọi người có thể thay đổi theo rất là nhiều option. Ví dụ mọi người có thể vào đây, mọi người có thể chỉnh option 2, sau đó upload một hình ảnh khác. Thì khách hàng khi mà người ta mua hàng, người ta có thể tùy chỉnh option ngay tại trang sản phẩm. Nhưng mà với thiết kế này thì mình sẽ sử dụng một cái code thôi. Thì mình sẽ sửa lại cái tên của cái code này. Là mình sẽ sửa lại
để cho khách hàng có thể biết được đây là cái code, vì cái tên ngay tại đây nó sẽ thể hiện lên trang sản phẩm của mọi người luôn, nên mình sẽ sửa lại là code ha. Ok, tại vì cái code này không thay đổi nên mình sẽ lock cái code này lại để nó không có dịch chuyển. Tiếp đến thì mình sẽ upload lên tất cả các gender mà mình đã tải lên trên tại library, thì mình sẽ vào Dynamic Image lại. Mình sẽ bắt đầu chỉnh. Như mọi người có thể nhớ là cái thiết kế của mình sẽ có hai nhân vật là nam và nữ, thì mình sẽ có thể tạo đến rất là nhiều option khác nhau. Mọi người có thể tạo một bên nam, một bên nữ, và mọi người có thể tạo hai bên nữ, hoặc mọi người có thể tạo single, nhưng mà cái này sẽ là theo cái cách tạo của mọi người ngay tại đây để khách hàng có nhiều cái lựa chọn khác nhau. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ tạo nhân vật đầu tiên sẽ là nhân vật nam. Mình sẽ vào, thì theo các nhân vật thì mình đã upload lên library, thì mình sẽ vào library ha. Mình sẽ tải lên, mình sẽ vào đây. Mình sẽ cho male đi. Mình sẽ là male, mình sẽ cho male skin, let male skin trước. Mình sẽ select ngay tại đây. Đó, mọi người có thể thấy thì mình sẽ chỉnh sao cho nó phù hợp với lại cái thiết kế. Mình sẽ tiếp theo thì mình sẽ đặt tên cho cái này để cho như mình đã nói là nó sẽ được thể hiện trên trang sản phẩm để khách có thể lựa chọn. Thì mình sẽ để let male skin color. Đó. Sau đó mình sẽ tải lên những cái character còn lại, ví dụ như tóc, quần áo hoặc là vân vân, thì mình sẽ Ctrl C, mình Ctrl V. Mình sẽ pick ngay tại đây. Đó, mình sẽ vào đây và mình đưa lên tất cả các character. Mình sẽ vào male hair. Mình sẽ bỏ lên male hairstyle nè. Đó, mọi người sẽ chỉnh sao cho nó phù hợp ha. Mình sẽ cho này to lên một xíu và phần tóc nó sẽ vào đây. Mọi người sẽ có thể thử các option để cho nó có thể thay đổi cho nó phù hợp nè. Đó, mình thấy phần tóc nó vẫn còn to, mình sẽ cho nó nhỏ lại. Rồi mình sẽ thử. Sau khi mình thấy phần tóc nó ok rồi thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ thay đổi cái tên. Sau đó mình sẽ Ctrl C, Ctrl V. Tiếp theo mình sẽ tải lên phần shirt. Male hair, left male shirt nè, select. Đó, thì mình cũng sẽ làm sao cho nó fit với lại cái character ở đây ha. Mọi người có thể zoom để cho mọi người có thể thấy rõ hơn. To lên một xíu. Ok, sau khi mà mọi người cảm thấy là nó đã phù hợp với lại bên này, nó đã fit với lại cái thiết kế, thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ thay đổi cái tên. Nói chung là tất cả những cái tên ở đây mọi người đều phải thay đổi để trên trang sản phẩm mọi người được thể hiện rõ hơn. Left male shirt. Tiếp đến mình sẽ Ctrl C, Ctrl V cho cái quần. Mình sẽ vào, vì cái quần mình không có tải lên library, thì mình sẽ vào upload image để mình có thể đăng male pants lên ha.
Đó, mọi người có thể thấy là hiện tại nó đang nằm ở trên cái áo để cho nó đi xuống dưới, thì mọi người có thể dịch chuyển cái option để cho nó nằm ở phía dưới cái áo, thì mình sẽ vô đây. Đó là mọi người có thể thấy là nó nằm ở dưới cái character của cái áo rồi. Mail đây, mình sẽ đổi tên. Ok, vậy là mình đã xong phần character của bạn nam ở nằm ở phần bên trái. Tiếp theo mình sẽ tạo ra tất cả các character cho nữ bên trái, nam bên phải và nữ bên phải để khách hàng của bạn có thể có các tùy chọn thay đổi ha. Thì mình sẽ chọn tất cả các character này và mình chỉ cần clone để mọi người không phải làm lại thêm một lần nữa. Ctrl C, Ctrl V thì mọi người có thể thấy là ở đây nó có tất cả các clone out ra đây này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thay đổi. Ví dụ như ở đây mình sẽ female. Bên male thì mình sẽ không có shirt mà mình sẽ có pants, dress. Đó, sau đó đây mình sẽ không có cái này, thì mình có thể delete cái này đi. Hairstyle thì mình sẽ thay đổi female. Female hairstyle rồi. Sau đó skin color. Female skin color. Ok. Sau khi mà mọi người đã tạo xong rồi thì mọi người nhớ là phải thay đổi ở đây, tại vì hiện tại nó đang clone từ cái nhân vật nam. Thì bây giờ mình sẽ tìm left male female dress. Left female dress. Đây, female dress ha. Rồi. Tiếp đến mình sẽ vào hair. Sẽ vào female hairstyle. Đó, sau đó sẽ vào skin. Mình sẽ vào female skin color. Female skin color. Left female skin color đây. Ok, vậy là mình đã có tất cả các character của nữ nằm ở bên trái. Thì mình sẽ để ở đây để cho nó bằng với lại cái character của bạn nam. Ok, mình sẽ bỏ cái dress. Ok ha, thì mình đã set up xong cái phần character bên trái cho nữ và nam. B, Ctrl C, Ctrl V. Rồi, thì nó sẽ ra phần ở bên phải cho mọi người. Mình sẽ vào đây, mình sẽ tách ra từng cái để cho. Rồi, đây là phần của bạn nam ở bên trái đúng không? Thì mọi người lưu ý, thì nó đã set up ra cho phần bên trái, nhưng mà bây giờ mình sẽ thay đổi để cho phần left male clone nè. Rồi bắt đầu mình sẽ crop block lại. Mình sẽ thay đổi về bên này. Mình sẽ mọi người lưu ý là mọi người sẽ phải thay đổi những cái này khi mà mọi người clone. Left male skin mình sẽ đổi thành right. Mình sẽ xóa phần clone này đi. Đó. Rồi, mình sẽ vào đây và mình sẽ tải lên trong phần library. Bây giờ là write male. Write male shirt, write male skin.
Left male skin color. Left male skin color, right male shirt, right male skin này. Rồi, sau đó mình sẽ vào left male hairstyle và đổi lại là right male hairstyle. Xong rồi mình sẽ vào đây, mình sẽ bỏ này, mình sẽ vào right male hairstyle nè. Ok, sau đó mình sẽ pen tương tự, mọi người sẽ để đây, sẽ thực hiện bên nữ bên trái bên phải ha. Thì tương tự mình sẽ đổi lại tên ở đây, vào đây mình sẽ đổi right male skin color, female left nè, right female skin color nè. Sau đó mình sẽ vào dress cho nó phù hợp ha, cho tất cả các nhân vật nó cùng size với nhau. Ok, vậy là mình đã xong bốn nhân vật, hai nam trái phải và hai nữ trái phải, để mọi người có thể, để khách hàng của bạn có thể có sự lựa chọn. Tiếp đến mình sẽ thêm tên cho từng nhân vật, thì mình sẽ bỏ vào text box ha. Mọi người có thể để tên của nhân vật ở dưới này hoặc là ở trên, tùy theo mọi người, không nhất thiết là mọi người phải để theo. Sẽ Ctrl C, Ctrl V. Mình sẽ có tất cả, tổng tất cả là bốn nhân vật. Thì mình sẽ làm cho bốn cái box này. Ok ha. Sau đó mình sẽ thay đổi ở đây tên để cho khách hàng của bạn có thể biết nè. Left male name. Right male name. Tiếp theo sẽ là hai cái của cho bên nữ. Left female name. Và left female nữ ha. Right female nữ. Right female name. Ok, sau khi mà mình đã tạo xong tất cả các nhân vật ngay tại đây rồi, thì mình sẽ bắt đầu tạo layers để cho mọi người có thể xếp theo từng tệp, để khách hàng của bạn khi mà họ lựa chọn á, thì nó sẽ sổ ra từng cái tệp theo theo phù hợp với cái nhân vật ở bên trái hoặc là bên phải. Thì mình sẽ dịch chuyển, ví dụ như left male nam thì mình sẽ dịch chuyển xuống left male name, left male hair, left male shirt. Rồi là đã có ở đây, thì mình sẽ create một cái layer ngay tại đây. Mọi người sẽ select tất cả các character nằm ở trong nhân vật, xong đó create layout. Xong rồi mọi người sẽ ở đây left left male ha. Xong mọi người bấm vô đây để cho nó thu lại, để mọi người có thể dễ dàng tạo hoặc là hình manage những cái character nằm ngay tại đây. Thì tiếp theo là right male name. Okay, vậy là mọi người đã có hết tất cả các character đã tạo ngay tại đây. Left male, left female, right male và right female. Mình đọc tên bị lộn à. Right female. Ok. Tiếp theo mình sẽ add background, tại vì mọi người chưa có add background vào đây ha. Thì mình sẽ add thêm một phần background vào đây nữa. Mình sẽ dynamic image, sau đó mình sẽ pick from library, tại vì background mình đã tải lên library rồi. Thì mình sẽ vào đây. Mình sẽ add background.
Ok, mình sẽ thay tên của cái background. Ở đây là background. Để khi mà mọi người xuất bản sản phẩm á, trên trang sản phẩm nó sẽ thể hiện tất cả các option này theo tên như mọi người đã để ở đây. Background options. Ha. Sau đó mình sẽ cho cái này nó fit to canvas. Hiện tại nó đang nằm trên tất cả các element mà mình đã add vào đúng không? Thì bây giờ mọi người muốn nó chuyển về nằm ở bên dưới thì sẽ tương tự như cái lúc mà mọi người add cái male pants á, mọi người sẽ chuyển cái này đi xuống. Đó, xuống cuối cùng thì nó sẽ nằm trên nằm ở dưới tất cả các element ngay tại đây. Để mình coi. Đó, thì hiện tại mọi người đã có right female, right male, left female, left male. Thì khách hàng sẽ có hai sự lựa chọn, tức là một bên nam, một bên nữ hoặc là một bên nữ, một bên nam. Nhưng mà mình sẽ add thêm cái lựa chọn cho khách hàng. Ví dụ như mọi người muốn là khách hàng có sự lựa chọn là chỉ chọn một nhân vật mà thôi, thì mọi người sẽ có thể add thêm một nhân vật và nằm ngay center. Thì mình sẽ left female, mình sẽ select cái này, mình sẽ Ctrl C và Ctrl V là copy. Đó, và sau đó mọi người sẽ thay tên của left female, mình sẽ thay tên của cái chỗ này, mình sẽ left mình sẽ để là female single. Sau đó mình sẽ tương tự mình sẽ thay đổi tên của tất cả các option ngay tại đây. Female name, female female dress. Female skin color. Ok. Ok, mình sẽ dịch chuyển cái female này, nhân vật female này, tại vì nó là single thì nó mình sẽ dịch chuyển nó ngay chính giữa. Đó. Mình sẽ làm cho nó to lên một xíu đi. Ok, sau đó mình sẽ làm tương tự như bên phía bên nam character ha. Thì mình sẽ Ctrl C, Ctrl V. Rồi, thì mọi người sẽ thay tên ở đây để khách hàng mọi người có thể biết là họ có thể lựa chọn một nhân vật male single. Sẽ cho to lên một xíu. Ok. Mình sẽ dịch chuyển xuống đây. Mình sẽ đưa left male lên trên. Đã có male single, female single, left male, left female, right female and right male. Mình sẽ kiểm tra tất cả các character như thế nào ha. Mình sẽ vào đây, sau đó mọi người có thể select để mọi người có thể thấy. Ví dụ như mình muốn bốn nhân vật hiện ra cùng một lúc thì mọi người có thể shift. Đó, mọi người có thể ship hết tất cả đây để mọi người có thể thấy tất cả các nhân vật nó hiện ra ngay tại đây luôn. Sau khi mà mình cảm thấy hài lòng với lại tất cả các option mà mình đã tạo, save design. Ok, mọi người có thể thấy, có thể tìm được ở ngay My Design với cái thiết kế mà mọi người mới vừa tạo, hoặc là mọi người có thể tùy chỉnh các option ngay chỗ My Design luôn. Mọi người có thể vào Edit Option nè, thấy được tất cả các preview option nè, hoặc là mọi người có thể
add option ngay tại đây hoặc save option set ngay tại đây. Nói chung là sẽ có thể làm nhanh chóng hơn. Tại đây mọi người có thể nhấn preview option này để mọi người có thể thấy được tất cả các option set mà mọi người đã tạo. Ở đây có background này, hoặc là mọi người sẽ lựa chọn ở đây right female, mọi người có thể thấy này, right female skin color, right female dress, right female hairstyle và vân vân. Đó thì mọi người có thể chỉnh cái background này theo một là lên trên hoặc xuống dưới. Thì hiện tại nó đang nằm ở phía dưới đúng không? Thì mọi người có thể chỉnh cái background này theo thứ tự mà mọi người muốn. Để mình coi thử ở đây. Nếu mà mọi người không tìm thấy ở đây tại vì nó quá nhiều options, thì mọi người có thể nhắn ngay tại đây. Đó, nó sẽ hiện ra cho mọi người. Mình sẽ dịch chuyển cái này lên cái position là đầu tiên, hoặc mọi người có thể dịch chuyển position theo ý muốn, thì mình sẽ dịch chuyển nó lên ha. Đó, sau đó mọi người sẽ nhấn save. Mọi người vào lại ha. Đó thì background nó đã hiện lên là hiện lên đầu tiên, sau đó mới tới layout. Ok, vậy là mọi người có thể tùy chỉnh các option set ngay tại đây, hoặc là add những option set mới nếu mà mọi người muốn ngay tại đây luôn, thì nó sẽ rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ quay lại để tạo sản phẩm cá nhân hóa với thiết kế mà mọi người đã tạo. Mình sẽ vào start. Sẽ tương tự như tất cả các bước để mà mọi người tạo sản phẩm cá nhân hóa bình thường. Đây mọi người lưu ý là cái thiết kế của mọi người nó sẽ hiện ra ngay tại đây, để mọi người biết là mình đã tạo xong thiết kế này, và sau khi mà mọi người tạo, tất nhiên nó sẽ thể hiện ra ngay chỗ My Design này. Mình sẽ vào Create New Product. Thì như mình đã có đề cập, mình sẽ sử dụng sản phẩm gối từ Custom CAD, thì mình sẽ vào Custom CAD. Khi mọi người vào Custom CAD, mọi người sẽ truy cập vào tất cả các sản phẩm. Thì để mà nhanh chóng, mọi người có thể bấm vào đây để search. Mình sẽ bấm ví dụ như pillow. Đây, thì sẽ hiện ra tất cả các loại pillow mà mọi người có thể lựa chọn. Mình sẽ chọn cái pillow square này. Sau đó mọi người sẽ thấy tất cả các variant ngay tại đây, tùy theo các variant mà bên nhà cung cấp BOD mang đến cho mọi provide cho mọi người, thì có thể họ sẽ để là color màu trắng hoặc màu đen, nó sẽ tùy theo vào sự vào bên nhà cung cấp BOD nữa. Thì ở đây sẽ có một màu thôi, thì mình sẽ lựa chọn white. Xong sau đó mình sẽ nhấn next. Tiếp theo sẽ là phần chọn thiết kế, thì mọi người sẽ có hai option để lựa chọn. Một là mọi người sẽ vào thiết kế của bên Customly, thư viện của Customly, thì sẽ có hơn 200 mẫu. Thì hiện tại Customly đang tách ra những cái tệp để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn. Thì khi mọi người vào order thì mọi người sẽ thấy tất cả các mẫu của về order, ví dụ như city map, cái này hình như mới nè mọi người, thì sẽ có tất cả các mẫu của bên map và vân vân. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không lựa chọn thiết kế của bên Customly, mình sẽ sử dụng thiết kế mà mình đã mới tạo với tất cả các nhân vật nam và nữ. Thì mình sẽ vào đây, sau đó mình sẽ lựa chọn cái thiết kế mà mình đã tạo. Và bây giờ bên Customly sẽ thực hiện set up tất cả các option mà mọi người đã tạo, tạo các template. Sau khi mà mọi người đã sau khi Customly hoàn thành với cái quá trình tạo sản phẩm cá nhân hóa, thì mọi người có thể thử tất cả các option trên bảng review của Customly. Nếu mà mọi người hài lòng thì mọi người có thể xuất bản sản phẩm. Ok, và đây là cái sản phẩm mà mọi người đã tạo với cái thiết kế mà mọi người đã tạo với tất cả các nhân vật. Thì mọi người có thể thử coi là nè, mọi người có thể thay đổi tất cả các option ngay tại đây, thì nó sẽ thay đổi cho mọi người thấy về mặt background. Sau đó mọi người sẽ chọn tất cả các option nè,
Sẽ là ví dụ như right female, hoặc là mọi người có thể female single, nó sẽ nằm ngay chính giữa cho mọi người, thấy không? Thì họ sẽ female skin, mọi người có thể chọn đó. Sau khi mình có thể đặt tên, ví dụ như mình đó, thì tất cả các option đã đang thể hiện rất là tốt trên sản phẩm rồi. Thì lúc mà mọi người cảm thấy ok với sản phẩm hiện tại bây giờ thì mọi người có thể preview ngay tại đây. Mọi người cảm thấy hài lòng thì mọi người save this as the product image để mà mọi người có thể trưng bày cái sản phẩm này tại cửa hàng để cho khách hàng có thể biết là đây là một trong những sản phẩm cá nhân hóa. Sau đó mọi người có thể vào edit product detail để có thể sửa lại tên của sản phẩm, title này, price này và descriptions và vân vân. Thì mình sẽ có thể để 45 hoặc là medium square pillow, gender, selected. Đó. Ok, mình có thể save product ngay tại đây. Sau khi mọi người đã hoàn thành tất cả các bước này và mọi người ok với sản phẩm rồi thì mọi người có thể publish. Mà hiện tại mình đang muốn chỉnh thêm các option để hướng dẫn cho mọi người làm thế nào để swatch này hoặc là add option, vì chỉnh option thì mình sẽ vào đây và save as draft. Sau khi mọi người save as draft, mọi người có thể thấy được là cái sản phẩm này nó sẽ set up như thế nào tại trang Customly. Thì ở đây mọi người có thể access vào template để truy cập vào template của sản phẩm để mọi người tùy chỉnh, hoặc là truy cập vào cái option để mà mọi người tùy chỉnh option. Mình sẽ thử, mình sẽ nhấn vào đây để view product ở ngay tại store Shopify. Thì mình sẽ vào đây ha. Đó, mọi người có thể thấy là sản phẩm nó đang thể hiện trên Shopify như mà mọi người đã thực hiện trên trang của Customly. Thì để cho mọi người có thể tùy chỉnh tất cả, như mọi người thấy là cái text này nó đang ra ngoài cái pillow này, thì mọi người có thể vào template để mà mọi người có thể chỉnh. Thì mình bây giờ mình sẽ vào option để mình có thể hướng dẫn mọi người adding option và list down tất cả các swatch như thế nào. Thì mình sẽ nhấn vào đây. Thì tại đây như mình đã có nhắc đến trước đó, thì ngay tại đây mọi người sẽ có thể preview option tùy chỉnh. Thì bây giờ ví dụ như mình sẽ lựa chọn right female đi ha. Thì mọi người có thể thấy là tất cả các option nó sẽ thể hiện right female ngay tại đây. Và mình muốn là ở đây mình không thích những cái hình này, mình muốn nó sẽ đổi thành cái hình khác, thì mình có thể nhấn vào đây. Đó, thì nó sẽ hiện ra tất cả các option để mọi người có thể chỉnh theo ý của mọi người. Ví dụ như cái label name mình sẽ không để là right female skin color nữa, mà mình sẽ thay đổi lại là right female skin tone. Ví dụ là như vậy. Sau đó mình sẽ swatch, mình sẽ vào đây để mình có thể thấy được tất cả các swatch down của mọi người này, là mình click vào đây. Đó. Thì nó sẽ show ra. Thì ngay tại đây mọi người có thể thay đổi remove image và đổi một cái hình mới nếu như mọi người muốn, hoặc là mọi người có thể thay đổi qua dạng color, mọi người có thể remove. Sau đó mình sẽ đổi qua ví dụ như màu trói đi ha. Mình sẽ đổi qua hơi đà đà một chút xíu. Vậy đi ha. Sau đó mình sẽ xuống light, mình cũng remove và tương tự mình sẽ đổi qua cái màu light color, và tiếp theo mình sẽ qua màu tan. Mình sẽ để cái màu cho nó tương tự một chút xíu. Rồi mình sẽ remove image. Nó không có được tan cho lắm. Rồi, mình sẽ thay đổi như vậy khi mọi người xong
về cái phần thay đổi, hoặc là mọi người có thể thay đổi hình ảnh, đó là tùy theo mọi người. Thì đây là cách thức làm để cho mọi người có thể thay đổi tất cả các swatch nếu mà mọi người muốn. Mọi người có thể thay đổi ngay tại đây. Sau đó thì mọi người có thể vào, ví dụ như mình sẽ thêm thêm option. Như mọi người thấy là khi mà mọi người bấm Right female hoặc là right male thì nó sẽ thể hiện ở đây background option. Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái option gọi là number of people. Thì tại vì bây giờ mình đang có những cái option như là hai người và một người, thì mình sẽ thêm cái phần đó để cho khách hàng của mọi người có thể biết được là họ có thể chỉnh một người hoặc là hai người. Thì hiện tại nó đang nằm ở phía dưới cuối cùng, thì mình sẽ muốn move cái đó lên trên để có khách hàng có thể chỉnh từ lúc đầu tiên. Mình sẽ để số 2. Xong rồi mọi người quay lại chỗ phần này. Đây, mọi người sẽ bấm vào đây và mọi người sẽ label nó, mọi người sẽ để gender. Đó, mọi người có thể preview ngay tại phía bên phải luôn. Gender number options ha. Đó, sau đó mọi người có thể lựa chọn ngay tại đây. Thì mọi người có thể lựa chọn là swatch. Nếu mà swatch thì mọi người sẽ vào đây để mà add, mọi người có thể add hình là số 1 to ngay tại đây và số 2 to ngay tại đây luôn. Đó, thì đó là tùy theo mọi người, nhưng mà mình sẽ làm nhanh thì mình sẽ sử dụng drop down cho nó nhanh. Thì mình sẽ drop down value này, mọi người sẽ xem số vào số 1 này, xong rồi mọi người sẽ bấm số đây số 2. Đó, sau đó mọi người có thể thấy là mọi người có thể lựa chọn ngay tại đây này. Số 1 right female và số 2. Thì bây giờ mình sẽ tạo để khi mà mọi người đặt cái option là 1 thì nó sẽ hiện ra là female single hoặc là male single. Hoặc là số 2 thì mọi người sẽ có thể thấy được là mọi người có thể chọn được là male bên trái, male bên phải, hoặc là female bên trái, female bên phải. Thì làm thế nào để mình có thể set up được cái đó, thì mình sẽ phải xuống phần layout drop down và mình sẽ tạo ra ba cái option để khi mà khách hàng lựa chọn gender number option nó sẽ thể hiện ra được cái layout drop down đó. Thì mình sẽ clone ra, mọi người có thể bấm ở đây để mọi người clone ra ba cái như vậy ha. 1, 2, 3. Ok, và từng cái drop down mọi người sẽ phải chỉnh để nó có thể xác định được vị trí của nó ngay tại khi mà mọi người chọn ở option. Thì đầu tiên mình sẽ chọn về cái mặt là khi khách hàng lựa chọn số 1 thì nó sẽ ra female single hoặc là male single. Thì mình sẽ vào đây. Sau đó gender. Sau đó mình sẽ đi xuống dưới mà mình sẽ set drop down value. Thì ở đây á, như mình đã đề cập, thì khi mà khách hàng lựa chọn số 1 thì nó sẽ lựa chọn một là male hoặc là female. Thì mình sẽ bỏ lại tất cả các cái option này. Ok ha. Rồi cái thứ hai, mình sẽ sau khi mà mình đã hoàn thành được cái phần này rồi thì mình sẽ đi xuống cái clone này và mình sẽ sửa lại. Thì mình sẽ mình phải còn phải set condition, add condition là cái này chỉ show khi mà gender number option drop down nó thể hiện là số 1. Đó. Nên mọi người lưu ý là khi mà mọi người tạo, mọi người phải set condition để khi mà mọi người tạo cái sản phẩm ra nó sẽ theo cái condition mà mọi người mong muốn. Thì sau khi đó mình sẽ vào cái layout clone thứ hai, thì mình sẽ đổi tên là pick left gender ha. Và tương tự như vậy mọi người sẽ vào drop down value để mọi người chỉ show một mình left gender thôi. Đó. Và mình sẽ again mình sẽ lại một lần nữa mình sẽ set condition thì nó chỉ show khi mà gender number option là số 2. Đó. Và tương tự như vậy mọi người sẽ set cho cái thứ ba là pick right gender.
Sau đó xuống đây mọi người sẽ delete những cái này. Và set condition là nó sẽ thể hiện gender option sẽ là số 2. Ok, và đây là tất cả các option mà mọi người đã tạo. Sau khi mà mọi người đã set xong rồi thì mọi người sẽ thử. Rồi, thì save option set. Tại vì đôi khi mọi người phải refresh lại để cho tất cả các option set mà mọi người đã tạo nó đã được update ngay tại đây ha. Thì mọi người sẽ vào tiếp theo là Below Gender. Sau đó mọi người sẽ vào View Option để coi tất cả các option mà mình đã update ha. Thì mọi người thấy nè, khi mà mọi người chọn một đúng không? Thì nó sẽ pick gender. Sau đó mọi người sẽ vào Male. Thì mọi người thấy tất cả các option nó đã thể hiện ngay tại đây. Female tương tự nó sẽ thể hiện ngay tại đây. Ví dụ bây giờ mọi người nhấn số 2 thì nó sẽ yêu cầu mọi người là pick left gender. Mình sẽ bấm left female nhưng mà nó không hiện ra nè. Right female mà nó cũng không hiện. Mọi người chưa set conditions cho từng cái mục ở đây thì mình sẽ bây giờ mình sẽ đi vào để set condition. Thì ví dụ như left female vẫn không hiện ra long hair hay là short đồ tất cả các kiểu. Mọi người có thể tìm thấy các ID để mọi người có thể tìm nhanh ở ngay tại đây, hoặc là mọi người có thể tìm thấy cái label để mọi người có thể gắn vào cái option cho nó phù hợp. Ví dụ bây giờ mình đang có pick left gender, left female đi ha. Thì nó không hiện ra tất cả các option ở đó, ở đây thì mình sẽ vào đây để mình tìm. Ví dụ như left female thì sẽ có, ví dụ như left female sẽ có là skin color này. Mọi người sẽ vào conditions. Nè, mọi người thấy cái ID nó nằm ở đây là có 6 đúng không? Thì mọi người sẽ vào condition để set cho nó. Thì ví dụ như ở đây sẽ hiện ra khi mà mọi người sẽ pick left gender. Select là left female. Thì nó sẽ hiện ra skin color. Mọi người sẽ làm tương tự cho tất cả các option tiếp theo. Ví dụ như hairstyle mình sẽ làm cho mọi người thấy. Thì hairstyle mọi người sẽ vào conditions đây và mọi người sẽ add là pick left gender và female để nó hiện ra hairstyle. Đó, sẽ làm cho tất cả các option tiếp theo nó sẽ thể hiện như vậy. Thì đây là trong những các bước mà mọi người có thể tham khảo để mọi người có thể chỉnh các condition cho nó phù hợp khi mà mọi người tạo thêm option tùy chỉnh để khách hàng có thể có những trải nghiệm rõ ràng hơn về tất cả các option mà mọi người đang set up trong cái thiết kế. Thì sau khi mà mọi người hoàn thành rồi thì mọi người có thể save option, sau đó sẽ kiểm tra lại trên sản phẩm cá nhân hóa mà mọi người đã tạo trên cửa hàng. Customly sẽ tự update tất cả các option mà mọi người đã tạo. Thì không để mọi người lâu nữa, tại vì cái live session này khá là lâu bởi cái sản phẩm này nó khá là phức tạp, nên mọi người sẽ có thể tham khảo nhiều hơn về về các bước mà mình đã tạo. Sau đó nếu mà mọi người có câu hỏi thì mọi người có thể inbox mình để mình trả lời ha. Mọi người có thể nắm rõ hơn về phần là làm thế nào để thay đổi swatch cho tất cả các option ngay tại trang cửa hàng, hoặc là mọi người có thể set up các condition để gắn những cái character vào từng cái title sao cho nó phù hợp, để khi mà khách hàng để có thể sắp xếp nó, để mà ví dụ như khi mà mọi người có thể vào trong cái trang cửa hàng á, nhiều trang cửa hàng nó sẽ để tất cả các tùy chọn cá nhân hóa nó sổ dài xuống, tức là rất là nhiều option, nhiều khi khách hàng sẽ bị hoa mắt hoặc là sẽ quá nhiều để mà khách hàng có thể lựa chọn. Thì đây khi mọi người set condition á thì nó sẽ làm cho tất cả các option nó được sắp xếp theo từng cái lựa chọn, tức là khi khách hàng lựa chọn một thì nó mới ra single, hoặc là nó lựa chọn hai thì nó mới ra là left male
Right male, left female and right female, chứ không có kiểu mà khi mà vào pick gender xong rồi sổ ra một loạt thì nó hơi quá nhiều, nên mọi người có thể qua cái video này thì mình hy vọng là các anh chị em seller có thể hiểu rõ hơn, nắm rõ hơn để làm sao có thể tối ưu được cái trang sản phẩm tại cửa hàng của mình để có thể mang đến một trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Và ok, tiếp theo á, thì đây là các kênh liên hệ của bên Customly để mọi người có thể liên hệ để hỗ trợ. Thì thứ nhất sẽ là support@customly.com, thứ hai sẽ là open live chat in the trong ngay tại cái app của Customly. Thì mình có một bên, khi mà mọi người vào cái giao diện chính của Customly á, bên tay phải sẽ có một cái open chat, thì mọi người đó là nơi mà mọi người có thể live chat vào trong đó để bên support, team support có thể hỗ trợ mọi người. Thì thời gian support sẽ là từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, và từ thứ hai tới thứ sáu. Thì team live chat này là team Việt Nam nha mọi người, nên các bạn có thể hỗ trợ mọi người. Và cuối cùng sẽ là Facebook Community, thì đây là nơi mà mình sẽ hỗ trợ mọi người. Hy vọng thì mọi người, nếu mà các bạn chưa có theo dõi bên Facebook, cộng đồng Facebook Việt Nam của Customly á, thì hãy theo dõi nha. Tại vì tại đây mọi người có thể update marketing tip nè, những các tính năng mới được update từ bên Customly, hoặc là những nhà BOD mới tích hợp vào vào Customly, thì sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích để mọi người có thể khám phá. Ok, vậy là mình đã xong buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Nếu mà mọi người có thêm như mình đã đề cập trước đây, thì nếu mà mọi người có cái khung thời gian nào có thể tiện cho mọi người tham gia thì mọi người cứ cứ nhắn mình ở trong Facebook cộng đồng Community để mình có thể để có thể làm cái buổi học trực tuyến ngay thời gian đó để mọi người có thể thuận tiện tham gia. Nếu sau này, nếu mà mọi người khi mà mọi người thực hành tạo sản phẩm và có một vài câu hỏi muốn hỏi bên Customly, thì đừng ngại, hãy inbox bên cộng đồng Facebook Community thì mình sẽ hỗ trợ mọi người và cố gắng sẽ trả lời mọi người nhanh nhất có thể. Ok, vậy là kết thúc buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã tham gia và hy vọng sẽ được mọi người hỗ trợ vào những buổi học trực tuyến sau. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người.